Đây là bể bơi giải nhật mùa hè. Nào mời các bạn nhỏ xuống bơi đi. Bạn nhỏ, bạn nhỏ Hương Giang bơi đây. Bạn nhỏ Hương Giang. À để cho tí để ông bơm. Ông bơm. Đây là bể bơi mùa hè. Úi giời, bạn Giang ơi, bạn Giang ơi, bạn Giang có cái món gì đây? Đấy, bình thường là ra biển là... Hưng, nào ngồi xuống. Hương Giang, mấy tay chào. Đáp.